chào anh em ha. Hôm nay mình vừa hoàn thành con nhắp được con Kawasaki FE161 của anh khách ở Bình Phước gửi xuống làm dàn của bụng anh em. Máy của anh khách gửi xuống nè. Mới tắm rửa vệ sinh cho em đó. Anh khách gửi xuống mới vừa tắm rửa hoàn thành vệ sinh cho em đó. Làm xong rồi test thử đóng gửi cho anh khách luôn ha. Cho anh Tùng, Tùng ở Bình Phước. Đèn gà, đèn gà nghe anh em. Đây rồi. Còn gói bằng nóc hết nha. Anh đặt thêm mấy chục mét ống giải nữa. Giờ mình bơm nhà bơm lên dãy gì đó. Máy thì dòng máy này của anh khách sử dụng Kawasaki FE161 tương đương với 5 cửa anh em. Thử máy cho anh em luôn nha. Chạy luôn. Xịt dầu nó hơi có khói nha. Cái tay không nghe này.